Đi. Xin chào quý khách hàng thân mến, đây là căn hộ số 07 dự án THT New City. Mời quý khách hàng hãy cùng tham quan nhé. Bước vào sẽ là không gian của phòng khách và phòng bếp, rất là rộng và thoáng. Đặc điểm của các căn gốc thì sẽ có cửa sổ rất là thoáng ạ. View căn gốc. Chúng ta sẽ có một nhà vệ sinh chung ở phía này. Đây, nhà vệ sinh chung. Hiện trạng bàn giao của bên chủ đầu tư thì sẽ có đầy đủ các thiết bị vệ sinh, lavabo, bệ xí và có vòi sen. Đấy. Tiếp theo thì sẽ có một phòng ngủ phụ ạ. Phòng ngủ phụ thì sẽ có một ban công để chúng ta có thể phơi quần áo, rất là riêng tư. Toàn bộ các hệ thống cửa nhà vệ sinh và bên ngoài hành lang sẽ là cửa nhôm kính. Đấy. Rất là chắc chắn, hiện đại. Đây sẽ là phòng ngủ master. Trong phòng ngủ master thì sẽ có thêm một nhà vệ sinh nữa, tạo một không gian rất là riêng tư và tiện lợi. Đây, phòng ngủ master. Bàn giao thì có hết thiết bị vệ sinh.